Hello, chào anh chị em trên YouTube. Bữa nay mình nói về một cái đề tài đặc biệt ha, về tôn giáo. Đặc biệt là nói về cái đạo Hồi giáo đó. Tại vì cái đạo này coi như là nó quan hệ đến cái cuộc đời binh nghiệp của mình, nên mình nói về cái đạo Hồi giáo hôm nay. Nhưng mà trước khi mình nói đến về cái đạo Hồi giáo Islam á, mình phải nói thêm cho các bạn cái tình huống nó như thế nào, đúng không? Và những cái đạo giáo trước khi mà cái Hồi giáo nó đến trong thế giới nhân loại này. Thì theo mình biết á, thì cái đạo mà cổ xưa nhất á, là cái đạo của cái đạo Hindu, là cái đạo của người Ấn Độ bây giờ đang theo đó. Thì cái đạo này là nó có khoảng bắt đầu khoảng 1.500 trước công nguyên. Công nguyên là cái lúc mà Chúa Giêsu sinh ra đời đó, thì nó bắt đầu là từ đó ha. Rồi một cái đạo mà cổ nhất nữa, không phải cổ nhất mà một trong những cái đạo mà thuộc loại cổ đó, là cái đạo nó gọi là đạo Hỏa giáo, là Zoroastrianism. Là cái đạo đó là nó bắt đầu, thường thường là những người mà ở bên Iran bây giờ đó, hồi xưa nó là một cái đế quốc tên là Ba Tư. Thì cái đạo đó nó bắt đầu khoảng, nó khởi đầu từ khoảng những năm, khoảng 1.000 năm trước công nguyên, phải không? Và đến năm, khoảng năm hay là 600 trước công nguyên á, thì cái ông đại đế của cái đế quốc Ba Tư đó, coi như là ra cái chiếu chỉ là làm cái đạo Hỏa giáo đó là thành một như là quốc giáo. Nhưng mà cái đạo này bây giờ thì ít còn ai theo, là tại vì vào thế kỷ thứ 7 đó thì Hồi giáo nó nổi lên, cái đạo Hồi giáo nó lên, thì nó từ cái bán đảo Ả Rập Saudi đó sang, rồi xâm chiếm, rồi truyền cái đạo. Bởi vậy họ tàn sát những cái người theo đạo Hỏa giáo đó, bắt họ phải cải theo đạo Hồi giáo. Và từ đó là từ từ coi như là cái đạo đó mất luôn. Bây giờ đó thì theo mình được biết, có khoảng chừng có mấy trăm ngàn người theo cái đạo Hỏa giáo thôi. Một số là khi mà họ bị mấy người Hồi giáo tấn công đó, họ bỏ chạy qua cái vùng bên Ấn Độ. Là một nhóm đó là cái practice cái đạo Hỏa giáo bên đó. Và một chi nhánh nữa là bây giờ vẫn còn sống, là rất là ít, là ở mấy cái vùng miền miền Bắc của Iran, hay là những người trong một nhóm người Kurds, là họ theo cái, vẫn còn giữ theo cái đạo này ha. Rồi mình nói đến là đạo Phật giáo. Thì Đức Phật là một thái tử sanh ra ở một cái vương quốc nhỏ ở miền Bắc của Ấn Độ đó. Bây giờ là thuộc miền Bắc Ấn Độ, cái vùng nó khoảng nằm giữa Ấn Độ hay là Nepal. Thì ổng sanh ra năm 623 trước công nguyên. Và sau đó đó thì ông hoàng thái tử Siddhartha, sau này gọi là ông Phật đó, thì ổng cũng thật sự không có muốn lập ra cái đạo đó. Cái đạo Phật đó là do những người những người disciple, là những người theo học của ổng, những người theo tổng đạo đó, theo học ổng rồi mới cái đạo Phật đó. Mình thấy nó không có là organize, không có tổ chức, có tổ chức chặt chẽ như những cái đạo khác, không giống như đạo Kitô giáo. Mà cái đạo Phật giáo là coi như là truyền bá rất là rộng lớn vào cái thời đó, khi mà nó mới được thịnh hành á, là tại vì có ông đại đế Ashoka.
ông này là một vị hoàng đế, ông truyền đạo không, rồi cái đạo đó là đi theo những người mà truyền giáo sang Việt Nam, Ấn Độ, qua những nước Tích Lan là Sri Lanka đó, rồi sang tận bên Trung Hoa, rồi sang tận bên Nhật và Đại Hàn. Sau khi đạo Phật rồi đó thì mình phải nói đến đạo Thiên Chúa. Thì mình theo mình đọc sách và biết á, thì ông Chúa Giêsu là sanh ra ở cái vùng bây giờ là Israel đó, vùng Do Thái đó. Thì và lúc đó thì cái đạo Do Thái đã cũng đang thịnh hành ở đó rồi, không? Nhưng mà nguyên cái vùng đó đó thời đó là một cái tỉnh của đế quốc La Mã. Mà cái đế quốc La Mã thời đó nó rất là rộng lớn, nó có nhìn nó chiếm từ ở bên phân nửa nước Anh ha, cho từ phía bắc phân nửa nước Anh cho đến xuống bao gồm những cái vùng Bắc Phi, và từ phía đông là cái bán đảo Iberia, là bây giờ là cái nước Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha ở đó, nó sang tặng tới bên phía đông là những cái vùng như là Iraq, không, cái vùng giữa hai con sông đó, không, rồi nó coi như là cái vùng đó hồi xưa giờ là đạo Thiên Chúa không, mà lúc đầu á, khi mà mới bắt đầu mà cái đạo Thiên Kitô giáo thành lập đó, thì cái đạo đó đó là chỉ có những người giống như là homeless, vô gia cư, những người đàn bà họ tập thôi. Lúc đó thì đế quốc La Mã là coi như là đặt cái đạo đó ra ngoài vòng pháp luật, không, cái đạo đó lớn lên trong bóng tối, không, tại vì như các bạn biết rồi, khi mà đế quốc La Mã là coi như là có hoàng đế, không, nhưng rồi tự nhiên có cái ông nào vô danh tiểu tốt tự xưng ổng là con của vua, ổng được con của Đức Chúa Trời ổng xuống, ổng là vua, là vua của tất cả những ông vua cả, đúng không? Thì khi mà họ thấy như vậy thì họ đâu có đồng ý, thì bởi vậy đế quốc La Mã đó mới 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 kìm kẹp những người theo đạo Kitô giáo, và như các bạn đã biết rồi thì bắt ông Chúa Giêsu rồi giết ông, đóng đinh cái thánh giá đó, các bạn biết rồi. Và thêm một chi tiết nữa là cái khi mà hồi xưa là Do Thái nó có một cái nước riêng, cái nước đó là cổ xưa là nước Do Thái, không, mà mấy người đó thì họ theo cái đạo tên là đạo Do Thái là Judaism, không, và mấy người này cũng không có thích ông Chúa Giêsu lập ra cái đạo mới nữa, không. Thì tại sao mình nói về tất cả những cái đạo này là tại vì đó sau này Hồi giáo đó sẽ mượn những cái giống như là nhiều nhiều cái cách tổ chức đó, nó cũng bắt bắt chước, nó cũng hơi tự tự, nó cũng giống nhau những cái đạo như là Do Thái hay là đạo Kitô giáo. Thì cái đạo Kitô giáo lúc đầu đó là bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, họ phải practice coi như là theo tôn sùng trong bóng tối. Nhưng mà đến năm 3012 đó thì có ông hoàng đế La Mã tên là Constantine. Cái ông này một đêm ông ngủ, coi như là ông kể lại thôi, một đêm ông nằm ngủ thì ông mới mơ ông thấy Chúa Giêsu hiện ra. Chúa Giêsu nói ông, hỏi ông tại sao nhà ngươi trừng phạt và giết những tín đồ con cái của mình, đúng không? Thì cái xong cái ông Chúa Giêsu nói với ông hoàng đế Constantine á, ông nói ngày mai ngươi ra trận đó, mà muốn thắng cái trận đánh này đó, tại lúc đó cái ông cái là ở bên đế quốc La Mã có cái cuộc nội chiến. Thì cái ông hoàng đế Constantine đó, ông nghe lời, thì ông Chúa Giêsu nói khi mà nhà ngươi ra trận đó phải trước cái đội quân á là cầm cái cây thánh giá thật là lớn, không, trước cái đội quân đó. Thì ngày hôm sau ông hoàng đế Constantine ông ra trận thì ông đánh cái trận đó, không, ông đánh thắng cái trận gọi là Milvian Bridge, là vào tháng 10 năm 312. Thì rồi sau đó đó là đến 3013 là ông cải đạo, ông theo đạo Kitô giáo.
Và rồi ổng ra một cái chiếu á, coi như là cái chiếu chỉ á, là biến cái đạo Kitô giáo thành một quốc giáo. Rồi sau này đế quốc La Mã họ cũng tan rã, rồi từ từ đi đến chia ra làm hai là Đông La Mã rồi Tây La Mã. Rồi sau đó khi mà họ Hồi giáo họ vô họ chiếm đó, thì bây giờ như các bạn đã thấy, mình thấy là có một một hai cái đạo còn giữ nguyên cái nguyên thủy của cái đạo Kitô giáo là ở bên Ai Cập. Ở bên Ai Cập có một nhóm bây giờ là thiểu số thôi, là những người này gọi là Egyptian Coptics, coi như là cái Egyptian Coptics đó là những người theo đạo Kitô giáo mà thời cổ đó. Rồi khi mà đế quốc La Mã mà chia ra làm hai Đông với Tây á, thì cái phía mà đế quốc La Mã bên phía Đông đó là cái đạo cũng đi chia ra luôn. Thì bây giờ mình nghe những cái đạo như là Cơ Đốc giáo của mấy người Hy Lạp, rồi cái đạo mà Cơ Đốc giáo chính thống của người Nga, không không rồi rồi còn chỉ có những người mà bên phía Tây đó là giống như là nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Ý đó, là họ theo cái đạo bây giờ là Thiên Chúa giáo đó, gọi là Roman Catholics. Rồi sau đó mà mới đến Hồi giáo. Thì hồi Hồi giáo là bắt nguồn như thế này. Thì vào cái thời khoảng 600 đó, cái có một cái ông này tên là Mohammed, không ông Mohammed này là ông sanh ra khoảng năm 570 theo cái lịch đó của Thiên Chúa giáo. Ông sanh ra năm 570 ở cái thành phố là Mecca. Thì rồi khi mà ông lên đó, thì trong cái thời gian đó đó, thì cái bán đảo mà Ả Rập đó là họ theo họ không có theo đạo Thiên Chúa giáo, mà họ tôn thờ rất là gọi là đạo nhiều thần thánh, phải không? Như thần lửa, thần thần sấm sét, thần này thần nọ, không thần sa mạc, không họ theo đạo. Thì cái ông này ông mới ông truyền lại thôi, ông viết ra, ông kể lại là ông có một đêm cái tự nhiên ông gặp ông thánh Gabriel, không thiên thần ở trên trời xuống truyền cho ông, nói ông là một cái người thiên thần có một cái sứ mạng là truyền là lập ra một cái đạo, mà cái đạo Hồi giáo là nó đặc biệt, là nó khác hơn những cái đạo khác. Các bạn, cái đạo Hồi giáo là nó bao gồm luôn cả chính trị, không nó coi như là cái người đứng đầu của cái đạo Hồi giáo á, là một cái giáo chủ Caliphate, không mà cái người này coi như là, có quyền chính trị, quyền coi như là lập pháp luôn, rồi hành pháp, rồi có tòa, không rồi cái bộ luật luôn. Rồi ông viết ra thì những người theo ổng đó mới bị những người dân ở cái thành phố Mecca mới đuổi ông đi. Thì ông đi đến một cái thành phố khác cũng ở trên bán đảo Saudi luôn, tên là Medina. Thì ông đến đó rồi ông chiêu mộ thêm quân, rồi sau này cái ông trở về lại ông đánh lấy cái thành phố Mecca. Bởi vậy từ đó về sau ở cái thành phố Mecca bây giờ là cái thánh địa của cái đạo Hồi giáo, phải không? Rồi là lúc đó là khi mà ông thành công á, là lúc đó là năm 622, không rồi rồi ông coi như là cái đạo Hồi giáo nó bắt đầu mở những cuộc chinh chiến, không để truyền bá cái đạo Hồi. Rồi mình sẽ nói thêm cái đạo Hồi giáo nó như thế này. Nó có cái năm cái điểm chính những người theo đạo Hồi giáo á, là thứ nhất là phải tôn thờ theo cái tiêu chí của cái đạo là chỉ có một Đức Thánh Allah thôi, cho không là chỉ có một Đức Thánh Allah thôi. Rồi ông Mohammed và những người như là Abraham hay là những người như là Chúa Giêsu đều chỉ là những người thiên thần, cái messenger, những người liên lạc, có là đem những cái
coi như là chiếu chỉ từ trên thánh Allah xuống truyền bá cho mọi người thôi, đúng không? Mà cái đạo Hồi giáo, cái đó là cái thứ nhất, là đạo Hồi giáo là không có thờ hình tượng gì những như những cái đạo khác. Như các bạn thấy, đạo Chúa thì có Chúa Giêsu, rồi có Đức Mẹ Maria trong nhà thờ, đúng không? Đạo Hồi giáo là trong cái mosque á, trong những cái đền thờ Hồi giáo là không có cái gì hết, không? Rồi cái thứ nhất là tôn thờ thánh Allah, đúng không? Cái thứ hai nữa là phải một ngày phải đọc kinh tới 5 lần, tất cả 5 lần đọc kinh. Mình sẽ cài tiếp cái chuyện đọc kinh. Không, mình nhiều lần bị đi, lúc mà đi công tác ở bên Saudi là bị ở ngoài nhà hàng không có vô nhà hàng ăn được, tại cứ mà đọc kinh đó là nhà hàng nó đóng cửa hết. Rồi cái thứ ba nữa là phải phải cho tiền, không, phải coi như là bao nhiêu tiền bạc đó là phải cho mấy người nghèo, không? Rồi cái thứ tư nữa là khoảng mùa hè đó, nó tại vì cái lịch của Hồi giáo là nó theo cái mặt trăng, không, cái chu kỳ của mặt trăng, thì khoảng từ tháng tháng 6 cho đến tháng 9 á, là có nguyên một tháng luôn, là gọi là cái mùa tỉnh chay, là Ramadan đó. Mà nó bắt đầu từ tháng 9, cái mỗi năm sang năm á, thì cái nó trừ đi 10 ngày, nó thành xuống tháng 8, đầu cái sang năm nữa cái đó nó trừ đi 10 ngày nữa, nó đi trước 10 ngày nữa, cứ như vậy cho đến tháng 6. Đầu cái xong cái nó trở lại tháng 9 như vậy, coi như là nguyên một tháng. Mà mình không có thể nói là cái mùa Ramadan là mùa ăn chay, không, người đạo Hồi không có ăn chay. Họ chỉ mình có thể nói đúng hơn á, là gọi cái mùa đó là mùa nhịn ăn, không, họ coi như là không được ăn không được ăn, không được uống cái gì ban ngày hết, thấy không? Mặt trời vừa mọc, không, cho đến mặt trời lặn là nguyên cái thời gian đó không được ăn. Đầu cái bắt đầu buổi tối khoảng 7-8 giờ rồi là họ ăn thả vàng luôn, không rồi mình nói cái mùa ăn chay rồi, không, rồi cái cuối cùng cái thứ năm á, là cái pillars của Muslim á, của mấy người Muslim là mấy người Hồi giáo, Islam là đạo Hồi giáo. Thì cái thứ năm, cái cuối cùng á, là những người Hồi giáo Muslim á, là phải cố gắng trong cuộc đời của họ là phải đi hành hương đến cái thánh địa Mecca một lần trong đời của họ. Thì ông mình kể lại cái đạo Hồi ha, đạo Hồi giáo, thì ông này ông chiến thắng và ông chiếm xong cái bán đảo Ả Rập á, là năm 632. Thì khi mà ông chiếm xong rồi đó thì ông chết, ông Mohammed, coi như là ông thánh Mohammed của họ chết. Thì khi mà ông chết rồi đó thì khoảng khoảng 30 năm ha, là những cái người mà trong cái giáo chủ mà đứng lên làm nói chủ á, là một nhóm người đã theo ổng, phần đông là bà con trong cái bộ lạc của ông Mohammed, không, không, cái nhóm này gọi là Rashidun. Thì họ nói quyền theo quyền ổng á, là đến năm được khoảng năm 60, từ 32 cho đến 6 71 72 gì đó, thì có một gia đình, một cái bộ lạc khác cũng từ Mecca luôn, rồi họ mới nổi lên, họ nắm quyền, là lập ra một cái triều đại tên là Umayyad. Và mình sẽ kể thêm là vì cái thời điểm đó đó, bắt đầu đạo Hồi giáo mới chia sẻ ra hai bên, cái phái Sunni với lại Shia. Thì mình sẽ kể tại sao như vậy. Thì cái gia đình mà Umayyad á đứng lên nắm quyền mà làm giáo chủ đó, thì một nhóm người lại ủng hộ cháu nội của ông Mohammed, là cái người này tên là Hussein Ali. Bởi vì các bạn thấy nhiều người Hồi giáo, rất là nhiều người tên là Ali, tên là Hussein, Mohammed, thì cháu nội của ông Mohammed đó, Hussein Ali đó, bị lừa vô một cái bẫy ở ngay cái thành phố tên là Karbala ở bên Iraq, rồi ông bị giết. Thì những người mà
thì những người mà theo cái phái Sunni á là họ nghĩ nghĩ như thế này, cái người nào mà nắm quyền giáo chủ, cái quyền giáo chủ á không phải là phải về tay những người trong gia đình của ông Muhammad, không, người nào mà mạnh mà lãnh đạo giỏi, tài giỏi thì sẽ được lãnh đạo cái đạo Hồi giáo, không, là cái đó là cái hệ phái Sunni họ nghĩ như vậy, không, bởi vì họ lập ra cái triều đại Umayyad. Còn những người á mà Hồi giáo mà nghĩ rằng á cái chức giáo chủ trong Hồi giáo là phải truyền cha truyền con nối, là phải truyền cho con của ông Mohammed hay là cháu của ông là Hussein Ali, thì mấy người đó gọi là Shia, ok, mà cái Shia có nghĩa là farmer, nhưng mà họ gọi là như vậy, họ gọi là cái nhóm của họ là Shia. Thì kể từ năm sáu mươi mấy hay là 70 mấy á, là khi mà ông cháu của cháu nội của ông Mohammed, ông Hussein Ali mà bị giết đó, thì từ đó về sau là coi như là hai bên, cái nhóm Sunni với Shia mới xích mích, là coi như là chiến tranh các bạn biết đến bây giờ ha. Thì vì mình trở lại mình nói về cái đạo Hồi, thì sau khi mà cái triều đại Umayyad nó lên nó nắm quyền, thì nó nắm quyền từ năm 671 72 cho đến 750. Thì đến 750 á thì có một gia đình Hồi giáo cũng từ cái bán đảo Saudi luôn. Mấy người này mới là nói là họ có bà con với ông Muhammad, rồi mới đứng lên nổi dậy đánh sập cái triều đại Umayyad, rồi mới 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 lập ra một cái caliphate gọi là Abbasid, không, không. Rồi, nhưng mà mình kể chưa hết, khi mà họ 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 nổi dậy đó, họ giết hết gia đình hoàng tộc của Umayyad đó, nhưng mà một người chạy được, cái người đó đó là chạy sang miền Bắc Phi, không, rồi mới từ đó họ mới tuyển mộ quân cái người mà còn sống sót của cái triều đại Umayyad đó, mới qua chiếm cái bán đảo Iberia, là bây giờ là các bạn biết là Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha hai nước nằm ở đó đó, họ đặt cái tên cái vùng đất đó họ gọi là Andalusia. Bởi vậy khi mà các bạn nghe về Caliphate mà tuổi ISIS mà nó nói lên những Caliphate đó, là các bạn hiểu đây là những cái triều đại trong Hồi giáo. Mà như mình đã nói hồi nãy rồi, cái Hồi giáo không phải là chỉ một tôn giáo bình thường như là đạo Phật, không. Họ bao gồm cả chính trị và bên lập pháp, hành pháp, tư pháp luôn, tất cả toàn bộ, phải không? Thì cái người mà sống sót đó chạy qua chiếm cái vùng đó, lập ra một cái triều đại Umayyad thứ hai, mà cái triều đại đại này nó định đánh sang bên chiếm nước mấy cái nước Tây Âu luôn, nhưng mà khoảng như là 7.000 hai mươi mấy hay 30 mấy mình không nhớ rõ, là cái đội quân Umayyad đó từ cái Caliphate ở Cordoba đó, mình nghĩ Cordoba bây giờ là Barcelona, thì cái đội quân này qua bến đến tận cái thành phố bên Pháp gọi là Tours, rồi bị đánh đại bại ở đó. Và từ đó về sau là coi như là họ mới rút lại. Và như các bạn đã biết á, thì sau này những cái lực lượng mà Thiên Chúa giáo đó ở Aragon của bà Isabella với lại ông vua Ferdinand á, mới đánh lại. Rồi đến năm 1492 á, rồi họ chiếm lại toàn bộ cái bán đảo Iberia, rồi mới lập trở lại cái nước đó, nó gọi là cái thời gian đó là reconquistador, có nghĩa là reconquer, coi như là chiếm lại, không, rồi rồi cái gia đình đó mới thua, không, bỏ chạy về lại miền Bắc Phi, là coi như là kết thúc những cái triều đại của Umayyad. Rồi giờ mình kể lại trở lại cái phần mà khi cái triều đại Abbasid mà năm 750 họ chiếm được quyền đó, thì họ đặt cái thủ đô của họ là ở cái thành Baghdad.
Thì cái triều đại của họ đó kéo dài cho đến từ từ năm 1000 năm 750 cho đến 1258. Tại sao cái thời gian đó là coi như họ tan rụi, phải không? Là tại vì cái bạn biết trong thế kỷ 13 đó là có cái nạn quân Mông Cổ, coi như là đi xâm chiếm. Quân Mông Cổ không phải chỉ đến Việt Nam thôi đâu các bạn, quân Mông Cổ đánh qua bên Đại Hàn, đánh qua bên Nhật, phải không? Chỉ có một vài nước họ bị thua thôi. Quân Mông Cổ là thua ở Việt Nam, hay là thua ở bên Nhật, là tại vì cái thần phong đó, không, là typhoon, nó là cái gió đó, cái bão đó, mấy cái thuyền hải quân của họ bị đánh, bị bão đánh nát hết, không, rồi họ mới không từ, từ bỏ cái mộng mà đi xâm chiếm nước Nhật luôn, không. Thì vào năm 1258 đó, thì cái đoàn quân Mông Cổ đó, đứng đầu cái đoàn quân này á, là cháu nội của ông Thành Cát Tư Hãn, tên là Hulagu. Ông này là coi như là anh em bà con với ông Hốt Tất Liệt á, mà mình gọi là Hốt Tất Liệt á, là cái thời đó là ông Hốt Tất Liệt là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, mà ông là Kublai Khan á, ổng đem con ổng đi đánh Việt Nam mình 3 lần đó, như các bạn mà học lịch sử Việt Nam đó. Thì cái đội quân của Hulagu á đánh Baghdad, họ đánh xong rồi họ vô, họ họ bắt ông Caliphate của Abbasid, không, họ như là họ giết, rồi họ coi như là tàn sát hết toàn bộ cái thành phố Baghdad luôn. Là tại tại vì như thế này, khi quân Mông Cổ nó có một cái tiêu chí là đừng bao giờ đụng đến cái người cái người đại sứ của nó. Tại vì trước khi mà đánh vô đó, ông hoàng tử, ông hoàng Hulagu đó, hoàng với ông tướng đó, ông gửi vô một một người đại sứ vô, là kêu kêu cái ông Caliphate đó là phải mở cửa thành để ông này ông vô, rồi ông chỉ đưa cho ông quân lương, rồi ông sẽ đi đánh bên Ai Cập. Không, nhưng mà mình nghĩ cái đó là coi như là mượn cớ để vô để chiếm người ta thôi, không, không. Nhưng mà ông Caliphate của cái Abbasid đó, ông không có chịu, không, rồi ông mới chặt đầu cái người đại sứ của quân Mông Cổ. Bởi vậy khi mà quân Mông Cổ á, coi như là đánh mất tới 1 tháng trời, không, họ 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 phá nát hết. Tại vì cái thành Bát Đạt đó, thời đó là thế kỷ 13 đó, đầu thế kỷ 13 là cái thời hoàng kim nhất của người Hồi giáo, coi như là họ chiếm được những cái nơi khác, giống như là sách vở mà từ những cái nền văn minh như là ở bên Ai Cập hay là ở bên Hy Lạp họ đem về đó ha. Rồi ở thành Bát Đạt là cái Bát Đạt đó là nó nằm giữa hai cái con sông Tigris với Euphrates, không, thì là nó có nhiều cái network giống như những cái kênh rạch đó. Thì quân Mông Cổ coi như là phá kênh phá rạch đó, coi như là nguyên cái thành phố của Baghdad đó là coi như là bị lụt ngập nước hết, không, bởi vậy họ mới vô họ đánh. Khi mà họ chiếm xong rồi đó là quân của Hulagu là coi như là tàn sát hết, coi như là người ta ước lượng khoảng coi như là 1 triệu, hơn hơn 1 triệu người Ả Rập ở đó là coi như bị giết sạch. Không phải người bị giết không, mà trâu bò chó gà mèo coi như là không còn một cọng cỏ. Cái chỉ thị cái chỉ thị từ ông Hulagu là phải giết nè đã. Nhưng mà các bạn biết cái lịch sử nó rất là quan trọng. Mình kể một chuyện như thế này: sau khi mà Mỹ mà đánh chiếm xong Iraq á, 2003 đó, cái họ định có một cái kế hoạch là gửi một đoàn quân Mông Cổ, đoàn quân Mông Cổ bây giờ đó, Mongolian đó, Army, gửi một một sư đoàn đến đó, không, để giúp Mỹ. Tại vì những người họ nghĩ vậy họ không có biết lịch sử, các bạn hiểu không? Là bởi vì sự hiểu biết về lịch sử đôi khi nó cũng rất là quan trọng, không. Cái con người nói no no đừng có làm như vậy, là tại vì đó cái người dân ở Bát Đạt nó không bao giờ mà quên cái chuyện mà quân Mông Cổ của Hulagu vô cái thành phố đó là tàn sát giết hết.
giết người không quá mà còn giết cả trâu bò chó mèo gà, giết hết không còn một cọng cỏ, không còn, coi như là nhổ tận gốc không. Thì sau khi cái caliphate của Abbasid mà bị tiêu diệt hoàn toàn rồi đó, thì chỉ có một một hai người trong cái hoàng tộc đó chạy được về Ai Cập thôi. Và Ai Cập thôi thì họ họ cũng cũng tiếp tục có cái caliphate ở Ai Cập, nhưng mà lúc này họ rất là suy yếu và họ dùng cái quân mà quân đánh mướn của họ thời đó là mấy người Mamluks, người chắc là người Thổ Nhĩ Kỳ, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, thì mấy người đó sau này mới lật đổ họ, lập ra một cái triều đại mới. Nhưng mà mình sẽ không có nói tới cái triều đại, tại vì nó rất là nhỏ, nó không có mạnh bằng cái triều đại khác, mà sẽ thay cái triều đại Hồi giáo Abbasid. Thì sau khi mà quân Mông Cổ đánh rồi đó, thì quân Mông Cổ mà đánh thắng rồi đó, thì ở bên Mông Cổ hình như là lúc này là con của ông, một cái người con, nghĩa là Monke hay là cái người con của thành Cát Tư Hãn chết, cái Ca Hãn đã chết. Thì khi mà ở thời đó đó, Mông Cổ nó có một cái rất là hay, là nó gọi là Pony Express đó, là coi như là quân Mông Cổ là cái người lập ra cái chuyện mà thư từ đó. Tại vì nó khi khi mà ông Ca Hãn mà ở bên Mông Cổ mà chết á, thì nó gửi một người không chạy ngựa đưa cái tin tức cho đến một cái trạm khoảng khoảng như là 500 dặm, 50 dặm vậy đó, đầu cái tới đó, đầu cái đưa cái thư cho cái người khác cởi cởi ngựa đi tiếp 50 dặm, đi tiếp mà như là một hai ngày sau là từ ở bên Mông Cổ cái tin cái Kha Hãng đã chết đến tay của ông Hulagu. Thì toàn bộ những người tướng, những người trong hoàng tộc, con cái của ông thành Cát Tư Hãn là phải về lại bên Mông Cổ để bầu ra một cái người mới, các bạn hiểu không? Thì ông Hulagu mới mới về lại bên Mông Cổ. Thì trong cái thời gian mà quân Mông Cổ nó chiếm những cái vùng mà bên châu Âu hay là ở bên miền miền Nam, miền Tây Nam của châu Á, thì nó ưa dùng những người lính trong cái, tại vì dân Mông Cổ đâu có đủ nhiều, không có nhiều, không có đủ không để làm một cái đội quân của một cái đế quốc hùng mạnh, phải không? Thì nó mới thâu nhận vô những người tướng là người người Turks, mình tạm dịch là Thổ Nhĩ Kỳ đi ha. Tại vì sau này thì trong cái đám đó phần đông lính á, mà những người Turks, những người Thổ Nhĩ Kỳ là ai, là toàn là cái giống dân ở Trung Á, cũng là cũng có bà con, không cũng họ cũng liên hệ với những người gốc Mông Cổ ở miền Bắc Trung Hoa, không thì những người thớt này là đi lính cho đội quân Mông Cổ rất là nhiều. Rồi họ đến cái vùng mà bây giờ là các bạn biết là cái nước Thổ Nhĩ Kỳ đó, rồi họ mới chiếm cái vùng đó không, rồi từ từ đó họ mới lập ra cái đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi thì sau khi mà cái đế quốc Hồi giáo, cái caliphate của Abbasid mà nó bị xuống rồi, nó bị tiêu diệt rồi đó, thì một một cái gốc dân Thổ Nhĩ Kỳ á, là của ông Osman á, và ông lập ra cái triều đại gọi là cái đế quốc Ottoman Empire, là các bạn đã biết sau này á, thành ra nước Turkey là Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thì cái đế quốc này á, là nó chiếm cái vùng Saudi Arabia, là bán đảo Ả Rập Saudi, rồi cái vùng Baghdad, không là sau này là thành nước Iraq đó, rồi cho đến tận những cái vùng Bắc Phi như là Libya đồ, Ai Cập đồ, rồi mình sẽ kể tiếp tại sao nó dính dáng đến những cái chuyện mình đi lính mấy chục năm nay. Là tại vì khi mà lúc mà chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ đó, thì đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ á, là nó theo phe trục của Đức, không rồi của Đức với lại đế quốc Áo Hùng, không Australian Hungary Empire, thì ba cái đế quốc đó mới bị thua trận. Thì khi mà họ thua trận thì họ phải bị mất đất, phải không? Thì cái vùng mà Baghdad đó là hồi xưa là có ba cái tỉnh,
thuộc đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, là cái tỉnh phía bắc á, gọi là Monzon, không, cái tỉnh ngay chính giữa là cái tỉnh Bát Đạt, có cái thành phố Bát Đạt. Cái tỉnh phía nam á là Basra, mà trong cái tỉnh Basra nó có cái vùng đất nhỏ là Kuwait, không? Bởi vậy bữa mình có kể về cái chuyện mà đánh trận chiến tranh vùng vịnh đó, mình có kể tại sao ông Saddam Hussein ông nói cái vùng đất Kuwait là thuộc về của ổng, nhưng mà thực sự thật là không phải như vậy. Khi mà thế chiến thứ nhất bùng nổ rồi 4 năm sau chấm dứt á, thì thế chiến thứ nhất bắt đầu từ năm 1914 cho đến năm 1918, thì cái phe của Đức với lại Đế quốc Áo Hun và Thổ Nhĩ Kỳ thua, thì những cái vùng mà Syria không với Lebanon á thì nó gọi là French Mandate, là thuộc về nước Pháp. Còn cái vùng mà Iraq với lại Saudi không với lại nước Kuwait đó là nó thuộc về British Mandate, là coi như là thuộc về Đế quốc Anh, không, Đế quốc Anh đem quân vô không ngoại chiếm, không, Đế quốc Pháp thì chiếm cái vùng Lebanon không với lại Syria. Bởi vì các bạn thấy sau này ấy, rất là nhiều người từ Lebanon hay là người Syria nói tiếng Pháp, là tại vì ấy, là từ cái chuyện mà sau cái hiệp định thế chiến thứ nhất nó xảy ra là như vậy. Còn cái vùng mà của Iraq bây giờ đó là Anh, nó thuộc về Anh, thì nước Anh vô chiếm rồi xong rồi trước khi mà họ phủi tay họ bỏ đi đó, thì họ mới mới đặt những người mà thuộc về họ lên nắm quyền, thì họ mới dùng một cái gia đình gọi là cái thuộc cái bộ lạc Hashemite, không, thì rập ra những cái vua, không, đứa đứa con đầu á thì làm vua ở cái vùng Jordan, không, rồi cái đứa con thứ hai Faisal á là làm vua ở bên Iraq, rồi một cái người nữa là tên là Ali là làm vua ở cái vùng Saudi, không. Nhưng mà đến năm mình nhớ là năm năm 20 mấy, không không nhớ ra mấy, thì cái gia đình cái bộ lạc của ông Saud đó, Việt Nam là Saud đó, thì cái gia đình đó là The House of Saud, thì cái ông này mới nổi loạn ở cái bán đảo Arabia, mới mới đuổi ông vua Ali không đi, rồi mới chiếm chiếm cái nguyên cái bán đảo Ả Rập Saudi, rồi thành một rồi lập thành cái vương quốc Saudi cho đến bây giờ luôn á. Còn cái chuyện mà dầu mà được phát hiện ra ở Saudi á là đến năm 1937 dầu mới phát hiện ra ở đó, không. Còn ở bên Iraq á thì cái ông vua Faisal á, Faisal có Faisal One, khi mà ông chết rồi đứa con nhỏ lên là Faisal Two, nhưng mà đến năm 1958 á thì có một ông tướng không trong cái triều đại bên Iraq á, ông mới làm một cuộc cách mạng lật đổ cái triều đại của cái gia đình Hashemite ở bên Iraq, coi như là giết nguyên cả hoàng tộc luôn, giết hết, rồi mới thành lập là một một cái nước Cộng hòa Iraq, phải không? Rồi sau này đến đến năm 1979 á là cái nước Cộng hòa Iraq là bị cái đảng mà đảng Baath á, không, là cho cái phe nhóm của ông Saddam Hussein á mới nổi dậy lên giành lại chính quyền. Thì từ năm 1979 á là ông Saddam Hussein ông nắm quyền ha. Đó. Bây giờ hôm nay là cho các bạn một một phần lịch sử về Hồi giáo và về những cái chuyện lộn xộn ở cái vùng trong cái vùng Trung Đông cho các bạn thấy ha. À, nếu mình có gì sơ sót á, viết xuống cái comment cho mình nha. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.